Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Ông Trẻ Tầm khám phá đời sống văn hóa các dân tộc. Và bây giờ chúng ta bắt đầu khám phá video. Vất vả quá. Nếu thấy video hay, xin vui lòng đăng ký và nhấn chuông theo dõi kênh. Theo tin tức Malaysia, vào ngày 8 tháng 3, Malaysia có 93 ca nhiễm virus corona. Ngày 9 tháng 3, ca nhiễm đã lên số 99. Ngày 10 tháng 3, ca nhiễm lên tới 117, đứng thứ 2 sau Singapore. Tức là trong khu vực Đông Nam Á, Malaysia đã đứng thứ 2 về ca nhiễm. Tức là ngày 10 tháng 3, Malaysia đã ghi nhận 117 trường hợp xác nhận là COVID-19. Ngày 11 tháng 3 đã nâng lên 129 ca. Ngày 12 tháng 3, tại bang Penang ghi nhận trường hợp dương tính với COVID-19. Cũng ngày 12 tháng 3, ít nhất 12 ca nhiễm sát COVID tại nhà thờ Hồi giáo. Ngày 13 tháng 3, ca nhiễm đã lên đến 158. Xin kính chào quý anh chị em và các bạn trên kênh Ông Trẻ Tâm. Hôm nay thì Tâm có một cuộc khám phá nhỏ nhỏ, thú vị và đầy bất an. Bởi vì dịch bệnh tại Malaysia thì đang là một trong những nước trong khu vực Đông Nam Á là số ca nhiễm bệnh corona COVID-19 là tăng lên một cách nhanh chóng. Ngày hôm nay là ngày 13 năm 2020, số trường hợp nhiễm corona COVID-19 đã lên đến 158. Các con số thì thường ngày là đều tăng, không có thuyên giảm. Tức là tại Malaysia thì là vấn đề phòng tránh bệnh, đặc biệt là chỉ một cái ý thức nhỏ nhỏ như là việc đeo khẩu trang, đi ra ngoài đường, đi chợ, đi siêu thị, đi đến các khu trung tâm thương mại, đến siêu thị và chợ, thì ý thức của người dân tại Malaysia chúng ta bắt đầu cùng khám phá theo chân của tôi đến các mọi nơi để xem người dân Malaysia họ có ý thức đeo khẩu trang dù là một việc nhỏ nhặt nhất hay không nhé. Mời quý vị các bạn cùng tiếp tục đồng hành với tôi. Đây là hình ảnh thủ đô Kuala Lumpur vào một buổi sáng sớm. Tôi thì đang làm việc và sinh sống tại Malaysia. Sau khi làm video về dịch bệnh corona COVID-19 thì tôi lại thấy lo lắng, hoang mang và bất an. Lo cho đồng bào dân tộc Cao Lan của mình, lo cho các đồng bào dân tộc thiểu số tại Việt Nam và khắp thế giới. Bởi những đồng bào dân tộc thiểu số, họ ở vùng sâu, vùng xa và tỉnh lẻ, họ ít tiếp cận được thông tin đầy đủ, cho nên tôi cảm giác và cảm thấy lo lắng. Rất nhiều đồng bào dân tộc Cao Lan, đồng bào các dân tộc thiểu số khác tại Việt Nam hiện giờ sống ở các vùng sâu vùng xa, khi có việc gì đó phải xuống đến trung tâm Hà Nội và các thành phố lớn của Việt Nam để chữa trị bệnh hoặc là làm một công việc quan trọng gì đó. Tôi lại lo lắng ngay ngáy bởi vì không biết họ có ý thức và giữ gìn bản thân về dịch bệnh đang bùng phát tại Việt Nam và tại khắp thế giới hay không. Điều đó khiến tôi làm video này. Đây là một hình ảnh của một anh chàng đang đợi taxi và có đeo khẩu trang, và nhiều người qua đường tại khu vực Malaysia không đeo khẩu trang. Những quán ăn bình dân, nhàn nhản và rất là nhiều người đang tập trung ăn uống đều không đeo khẩu trang. Vấn đề trang thiết bị cho bản thân mình từ một việc nhỏ nhất, đó là chuẩn bị và mua cho mình những chiếc khẩu trang để tránh nắng, tránh bụi, tránh ô nhiễm, đồng thời trong thời điểm này là phòng tránh dịch bệnh corona COVID-19. Đây là đoạn đường tại một khu bình dân, tại các khu mua sắm, tạp hóa và các quán ăn bình dân. Người dân thì vẫn còn vô tư lắm ạ, không thấy đeo khẩu trang. Tất cả đều vẫn không thấy người nào đeo khẩu trang. Từ những người vệ sinh dọn đường, những người buôn bán hàng tại các cửa hàng tiện ích, cho đến những người đang buôn bán hút thuốc lá, cà phê ở khắp các quán xá, tất cả đều vô tư. Mình thấy họ là đang vô tư tại đất nước Malaysia. Mặc dù tại Malaysia hiện tại là đang bùng dịch rất là nghiêm trọng, đáng báo động tại khu vực Đông Nam Á. Kính thưa anh chị em và các bạn, tôi đã sinh sống tại Malaysia 5-6 năm. Thời điểm mà chưa có dịch corona COVID-19 xuất hiện trên hành tinh thì người dân Malaysia cũng hiếm khi đeo khẩu trang. Hình ảnh này là một người chị đã đeo khẩu trang tại một trung tâm mua sắm.
Đây là một trung tâm mua sắm cỡ vừa, không phải là lớn. Đây, hình ảnh của chị bảo vệ này cũng không đeo khẩu trang. Những người tính tiền, cashier ở đây cũng không đeo khẩu trang. Ngoài ra thì hai người này ở trong bếp của mình cũng không đeo khẩu trang. Quán xá thì có chỗ đông, có chỗ vắng, bởi vì đang thời điểm nhạy cảm của virus corona. Chị áo đen cũng không đeo khẩu trang. Đây là đường đi lên trung tâm tập thể hình của tôi. Đây là một người quầy tiếp xúc với nhiều người, tuy nhiên không đeo khẩu trang. Phòng tập tạ ngày hôm nay cũng rất là ít người, bởi vì mọi người cũng lo lắng về dịch bệnh. Những người có ý thức về chăm sóc sức khỏe thì họ cũng đã hạn chế đến phòng tập gym. Và đâu đó phía ngoài các ô cửa kính, các tòa nhà, các công sở đều ảm đạm, vắng vẻ. Đây là một khung cảnh nên thơ, người ta bán hàng trái cây. Tuy nhiên thì người ta cũng không đeo khẩu trang nhé mọi người. Đây là khu chung cư, sân vui chơi giải trí của một khu chung cư xưa. Và khu chung cư này đã lâu đời rồi. Thì người dân đây cũng không đeo khẩu trang, con vẫn hồn nhiên không đeo khẩu trang. Nhóm người kia cũng không đeo khẩu trang. Ồ may quá, và người này có đeo khẩu trang. Khẩu trang. Đây là khu vực ở trung tâm tàu điện ngầm Macquarie. Họ cũng không đeo khẩu trang. MLT là trung tâm tàu điện ngầm đi khắp mọi nơi. Tại trung tâm thủ đô Kuala Lumpur, nhóm người này có đeo khẩu trang. Có người thì không đeo. Và cô gái kia có đeo, cô gái kia có đeo. Thêm một cô gái kia có đeo khẩu trang. Đây là khu vực trung tâm LRT đi khắp các nơi trong thủ đô Kuala Lumpur. Không đeo khẩu trang, không đeo khẩu trang, không đeo khẩu trang. Và mọi người có đeo khẩu trang corona. Rất nhiều người họ không đeo khẩu trang. Nhiều người không đeo khẩu trang ạ. Đây là đến trung tâm mua sắm tại Charat Kuala Lumpur, cũng có rất là nhiều người không đeo khẩu trang. Người tạp vụ trong trung tâm thì đang lau chùi cầu thang có đeo khẩu trang, và các du khách thì không đeo khẩu trang. Cầu thang dẫn lên trung tâm mua sắm. Trong 3 người thì có 2 người đầu tiên đeo khẩu trang, người sau thì không ạ. Trung tâm mua sắm trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Người mua, khách hàng và chủ hàng đều không đeo khẩu trang. Và nhiều người có đeo khẩu trang, và nhiều người không đeo khẩu trang. Các cửa hàng buôn bán, nhân viên, chủ, quản lý, khách hàng đều không đeo khẩu trang rất là nhiều tại các khu trung tâm mua sắm. Nhiều người, từ người lớn và phụ nữ, đàn ông, trẻ con đều rất là nhiều người không đeo khẩu trang. Người này có đeo khẩu trang. Trung tâm mua sắm tại Macquarie cũng rất là nhộn nhịp và xinh xắn. Các bạn có thể thấy tất cả mọi người ở đây không ạ? Chỗ thanh toán tiền, họ cũng rất nhiều người không đeo khẩu trang. Chỗ thanh toán tiền, nhiều người không đeo khẩu trang. Như vậy để thông báo với quý anh chị em và các bạn trên kênh Ông Trẻ Tâm rằng là tại Malaysia, từ những nơi bình dân, từ những nơi cao cấp, tại các đường phố xá,
tại các trung tâm thương mại mua sắm. Vấn đề đeo khẩu trang thì là cũng hên xui, thích đeo thì đeo, không đeo thì thôi. Theo mình nghĩ là một cái cộng đồng ý thức cũng chưa được tốt ạ. Chỉ là một nhân viên bảo vệ ở tại cổng cũng không đeo khẩu trang tại một trung tâm thương mại. Rất nhiều cộng đồng người dân tộc Mã Lai thì không đeo khẩu trang. Chúng ta tiếp tục khám phá. Người dân đi bộ ở ngoài đường họ cũng không đeo khẩu trang. Đây là trung tâm thương mại Velocity. Rất nhiều người không đeo khẩu trang. Các nhân viên bảo vệ cũng không đeo khẩu trang. Bên trong trung tâm thương mại Velocity. Bên trong trung tâm thương mại, các nhà hàng ăn uống cao cấp, mọi người vẫn thản nhiên không đeo khẩu trang. Chúng ta thấy có người đeo khẩu trang, có người đeo và không đeo, cũng có người đeo khẩu trang và nhiều người không đeo. Đây là cặp đôi vàng bảo vệ ý thức. Còn đây là ba người phụ nữ không đeo khẩu trang. Các nhân viên tạp vụ tại trung tâm vệ sinh, lau dọn tại trung tâm cũng không đeo khẩu trang. Nhân viên buôn bán không đeo khẩu trang. Các du khách không đeo khẩu trang. Nhiều người đang ngồi chờ tám dốc lên mạng xã hội không đeo khẩu trang. Dòng người thì vẫn qua lại, người đeo, người không. Như vậy thì là vấn đề ý thức ở đây cũng không phải là được cao. Có người đeo khẩu trang, có người không và có người đeo. Rất nhiều người đeo khẩu trang, vui quá. Chị này thì không đeo khẩu trang. Trung tâm cũng không đeo khẩu trang. Thuốc lá ở phía ngoài. Hai người này có đeo khẩu trang. Này vào trung tâm không đeo khẩu trang. Kính thưa anh chị, như vậy là qua một vòng dạo quanh tại các khu tàu điện ngầm, rồi các khu vui chơi giải trí, mua sắm, siêu thị và thậm chí là trong phòng gym và các đường xá bình dân, thì ý thức của người dân tại Malaysia, cộng đồng tại Malaysia bởi nhiều sắc tộc thì là đại đa số là không đeo khẩu trang, số rất ít là đeo khẩu trang, dù là một cái ý thức nhỏ nhặt nhất. Tôi chỉ là làm một cuộc khảo sát nho nhỏ như vậy để cho quý anh chị em và các bạn biết. Mong anh chị em và các bạn trên kênh Ông Trẻ Tâm luôn luôn ý thức khi đi ra ngoài trong thời điểm này. Vấn đề đeo khẩu trang vừa tránh bụi tránh nắng, rồi cũng vừa thời điểm bùng phát dịch Corona Covid-19 thì chúng ta hãy ý thức ngay từ bản thân của mình và hướng dẫn cho những người thân trong gia đình của mình là ý thức khi đi ra ngoài chúng ta hãy đeo khẩu trang. Khẩu trang gì cũng được nhưng mà miễn là đeo khẩu trang, bởi vì có nhiều lớp để bảo vệ cho sức khỏe của mình. Còn đi ra ngoài thì chúng ta trở về nhà chúng ta phải rửa tay bằng khử trùng thật là tốt để bảo vệ cho sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.